Chào các bạn, chúng ta sẽ làm đề kiểm tra một tiết của Phản ứng học và Vương trình học. Mình làm đề số 4. Đề này rất trong đề thi của trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Minh Khai năm học 2019-2020. Rồi, chúng ta trong này có tất cả là hai phần. Phần trắc nghiệm có tất cả là 6 câu và phần tự luận 3 câu, đề 9 câu, rất là đơn giản. Chúng ta đến câu 1. Một vật thể xác định ngoài trời sau một thời gian bị gãy, hỏi khối lượng vật thể thay đổi như thế nào so với ban đầu? Em ơi, xác của chúng ta đây. Để ngoài trời thì xác chúng ta sẽ tiếp xúc oxy để tạo thành Fe3O4. Được chưa? Đây là xác lúc đầu, đây là xác lúc sau. Như vậy trong trường hợp này, khối lượng của thanh xác của chúng ta ở đây là tăng lên. Chọn câu A. Câu 2. Hiện tượng khoa học. Sáng sớm khi mặt trời mọc, sương mù bắt đầu tan. Đây là hiện tượng vật lý vì cái sự bốc hơi của hơi nước. Hơi nước của đám mây ngưng tụ và rơi xuống tạo thành mưa. Vật lý. Nạn cháy rừng gây khói đen và gây nhiễm không khí. Đây là hóa học em nha, biến đổi chất. Còn khi mưa giông thường có sấm sét. Đó là hiện tượng vật lý thôi. Rồi, chúng ta đến câu 3. Người ta hỏi là số hiện tượng khoa học là một hòa tan nước muối vào được muối nước muối. Thì đây là vật lý. Khi đánh diêm lửa bắt đầu cháy. Chúng ta biết là trên cái vỏ bọc màu nâu của que diêm là có KClO3. Que diêm của mình là phốt pho. Khi hai đó hai thằng này sẽ cháy để tạo thành P2O5 và KCl. Được chưa nào? Như vậy đây là hiện tượng hóa học. Câu 3. Thanh đồng kéo thành sợi làm cho dẫn điện, đây là vật lý. Thủy tinh nung chảy rồi thổi thành bóng đèn, vật lý biến đổi về hình dạng. Trong mẫu đá vôi và giá măng xuất hiện bột khí, đây là hóa học. Như vậy trong này chúng ta có hai hóa học, chọn B. Em ơi. Giá măng của chúng ta là CH3COOH. Đá vôi chúng ta là CaCO3. Hai thằng này vẫn với nhau để tạo thành CH3COO. Tất cả hai lần canxi cộng cho CO2 cộng H2O. Đó. Như vậy trong trường hợp này nó là hóa học em nhé. Rồi. Đây mời Thanh nào. Trong một phân học, chất tham gia và chất sản phẩm phải có chứa cùng. Cho con nào. Bên Đúng rồi, số nguyên tử của mỗi nguyên tố. Trong một phân học thì những thứ được bảo toàn đó là gì? Khối lượng. Được chưa? Số nguyên tử của mỗi nguyên tố. Được chưa? Những thằng thay đổi đó là chất ban đầu và gì? Chất ban đầu và liên kết giữa các nguyên tử. Được chưa nào? Chúng ta đến câu 5. Cho phản ứng. Đề cầu chúng ta là biểu thức khối lượng. Khối lượng A cộng khối lượng B bằng khối lượng C cộng khối lượng D. Câu đúng là câu A. Rồi, chúng ta đến câu 6. Dấu hiệu khẳng định phản ứng học xảy ra là phản ứng học xảy ra khi nó sinh ra chất kết tủa. Ví dụ cho bạn hiểu. Vừa trước là mình có làm thí nghiệm này này, Na2F4 cộng cho BaCl2. Thí nghiệm của định luật bảo toàn khối lượng 0,1 để tạo thành NaCl và BaSO4 kết tủa. Dấu hiệu của phản ứng xảy ra đó là sinh ra chất kết tủa. Có chất khí sinh ra, đây, ví dụ cho natri vào trong nước thì nó sẽ tạo thành NaOH cộng cho H2. Đây cũng là dấu hiệu để xảy ra. Có sự thay đổi màu sắc. Ví dụ như là gì? Cho quỳ tím tác dụng với axit thì quỳ tím hóa đỏ. Được chưa nào? Đây là tất cả các dấu hiệu để xảy ra. Được chưa nào? Một trong các dấu hiệu trên. Chọn cô D. Rồi. Chúng ta đến phần tự luận. Phần tự luận mình có tất cả 3 câu. Chúng ta đến câu đầu tiên, câu 7. Lập phương trình hóa học và cho biết tỷ lệ số nguyên tử phân tử của các chất trong mỗi phương trình. Ok. Đây, thầy sẽ cho nó thoáng tí để mình làm cho nó dễ. Rồi. Bây giờ chúng ta đến cho phần A. Nói chung là câu này thuộc câu hỏi bình thường rồi. Thầy làm nhanh luôn nha. D2, D3, bắt chế 3, 2.
bốn nhôm, đây bốn nhôm đủ. Cho biết tỷ lệ số nguyên tử, số phân tử thì bình thường thôi. Số nguyên tử nhôm, tỷ lệ số phân tử O2, tỷ lệ số phân tử Al2O3 và bằng 432. Câu B. Ở trong câu B chúng ta có xuất hiện hai đơn chất đó là sắt và hydro, nhưng mà sắt nhiều hóa trị, do đó bài này chúng ta không nên làm theo phương pháp bắt chéo hóa trị mà làm theo phương pháp truyền thống. Trong bảng sắt trước đặt đầy dấu chấm, bên này là hai clo, kế theo đây hai clo, hai hydro, hai hydro đủ xong. Số nguyên tử Fe, tỷ lệ số phân tử HCl, tỷ lệ số phân tử FeCl2, tỷ lệ số phân tử H2 bằng 1 2 1 1. Câu C. Câu C chúng ta xuất hiện hai đơn chất đó là natri và oxy. Natri một hóa trị, được không ạ? Natri hóa trị 1. Hydro hóa trị 1, hai hydro hóa trị 2. 1 2 bắt chéo 2 1. Hai natri thì đây hai natri đủ. Chúng ta đi cân bằng oxy, đây là hai oxy, đây có một oxy đặc hai. Chúng ta có số nguyên tử natri, tỷ lệ số phân tử nước, tỷ lệ số phân tử NaOH, tỷ lệ số phân tử H2 bằng 2 2 2 1. Câu D là tự cân bằng này cho sẵn ra này. Số nguyên tử lưu huỳnh, tỷ lệ số phân tử O2, tỷ lệ số phân tử SO2 bằng 1 1 1. Câu E. Câu E chúng ta có xuất hiện hai đơn chất nhưng trong này nó có xuất hiện sắt. Do đó ở đây mình sẽ không cân bằng theo phương pháp hai đơn chất mà chúng ta sẽ cân bằng sắt trước. D3, D1, 1 3. Rồi. Cái đó mình sẽ có đó là gì? Kéo theo bên này là 4 oxy, bên này một oxy đặt đây 4. 4H2 thì 4H2 đủ. Được chưa nào? Chúng ta có số phân tử Fe3O4, tỷ lệ số phân tử H2, tỷ lệ số nguyên tử sắt, tỷ lệ số phân tử H2O 1434. Chúng ta đến IF. F của mình nếu để ý nhanh đó là chúng ta xuất hiện hai hợp chất, được chưa? Và khi xuất hiện hai hợp chất đằng trước rồi, hai hợp chất đằng sau rồi, thì đây là dấu hiệu của phương pháp đầu đuôi. Nếu em dùng đầu bari, đúng không ạ? Thì bari mình là hóa trị 2. SO4 chúng ta hóa trị ở đây là hóa trị 2 luôn. Đây là 2, 2 x 3 là 6, 2 6. 2 6 bắt chéo là 6, 2 rút gọn là 31. Bên này 3 bari, D1 bari đặt 3. Tiếp 2 nhôm, D1 nhôm đặt 2. 6 clo, 6 clo bên này 3 nhân 2 đủ 6 clo, xong. Số phân tử BaCl2, tỷ lệ số phân tử Al2 SO4 tất cả 3, tỷ lệ số phân tử BaSO4, tỷ lệ số phân tử AlCl3 bằng 3132. Ok chưa? Mấy cái này thì mình làm nhiều rồi nên là nó làm nhanh là được, có gì đâu. Rồi, đó là nội dung của câu số 7. Chúng ta còn hai câu nữa. Chúng ta đến câu 8 em nha. 8 này nó khó hơn xíu. Rồi 8 này. Chú cha, quá quen thuộc luôn. Bạn nào làm giúp tay đi. Ở đây thì bổ sung đề đi. Và ở đây cho vô đây là 0,2 gam khí hydro đi. Chứ mà nếu mà không cho thằng này thì hơi khó. Từ từ để kiểm tra đã. Sao làm 0,2 đây là 0,4 cho nó khớp đề. Được chưa? Cho yêu cầu tính khối lượng kẽm clorua thì hơi khó. Rồi bạn nào làm giúp thầy đi. Diệu làm giúp thầy Diệu. Qua đi. Mình có phương trình là gì đây?
kẽm này, HCl này, NaCl2 này, hydro này. Vấn đề là N cộng gì? Cộng HCl Tạo thành ZnCl NaCl2 cộng cho H2 rồi rồi cân bằng cái này. hai và ZnCl Cân bằng chính là trước rồi, trước 1 sau 1. Tiếp tục cân bằng thằng nào? dạ là hết hai hết quay lại hai 2 clo nè, cân bằng clo kéo theo clo là chứ. dạ 2 đô đây, 2 đô đủ nè. Được chưa? dạ Rồi, cái thằng khối lượng nào người ta cho rồi? là HCl đây. mười Hydro bao nhiêu? vậy là 0,4 Yêu cầu tính theo khối lượng này em tính được không? dạ được Rồi, công thức khối lượng như này đi. dạ là m giờ m với n cộng cho m HCl bằng m với NCl cộng cho H2 cộng cho MH2 Rồi đã vào. dạ là 13 cộng 14,6 bằng chấm hỏi MCl cộng cho 0,4 dạ là 27,6 bằng cho 0,4 cộng cho 0,4 bằng m z CL2 bằng 27,6 trừ cho 0,4 là bằng 27,2. Kết luận Vậy nhi khối lượng giúp NCl2 khối lượng kẽm calo clorua tạo thành sau phản calo ứng. được tạo thành sau phản ứng là 27,2 kg. Vậy thôi, có gì đâu, rất đơn giản. Đã ok, câu này vẫn câu dễ mà. Sẽ đến câu cuối cùng nha. Câu cuối cùng, câu số 9, câu này thì hơi khó. Nhưng mà giờ bạn nghe kỹ này. Để cho chúng ta là cho sơ đồ phản ứng. Hãy biện luận và thay x y biết x khác y bằng các chỉ số thích hợp. Rồi lập phương trình hóa học của phản ứng. B là cho biết tỷ lệ số nguyên tử phân tử của hai cặp chất trong phương trình tùy chọn. Và bây giờ nghe kỹ đây. Rồi, bây giờ bạn hiểu nè. Ở đây là mình sẽ làm hai thao tác để bạn hiểu không ạ? Cái này nó nằm trong cái bài nội dung của bài giảng số 3. Đó là tổng ôn về phương trình mà phần này thầy cắt đi để thầy dạy cho nó kịp tiến độ. Thì bây giờ thầy nói luôn. Để tìm được ở đây thì em nhìn vào trong hợp chất này này. Hợp chất này là chỉ có hợp chất này chứa đây thôi. Được chưa? Dù ở đây chúng ta sẽ biện luận ở đây. Như vậy ở đây mình sẽ có này. FeX SO4 tất cả Y. Thì trong trường hợp này mình có hai trường hợp. Trường hợp 1 là sắt mình hóa trì 2. SO4 mình hóa trì 2. Được chưa? Và trường hợp 2 của mình á là sắt hóa trì 3. SO4 hóa trì 2. Được chưa nè? Đó. Cái đó em sẽ đi tìm ở đây trong hai trường hợp. Sau đó các cặp nào người ta yêu cầu chúng ta là x khác y thì chúng ta chọn, còn nếu giống thì chúng ta loại thế thôi. Bây giờ mình có quy tắc hóa trị. Đó là x nhân cho 2
bằng y nhân 2. Hóa trị chỉ số nhân hóa trị, chỉ số là x nhân hóa trị là 2, chỉ số là y nhân hóa trị là 2. Chúng ta chuyển thành tỷ lệ x trên y. X trên y là bằng 2 trên 2. 2 trên 2 thì mình rút gọn còn 1 trên 1. Từ đây sẽ ra x bằng 1, y bằng 1, trường hợp này loại. Vì sao loại? Vì yêu cầu chúng ta là x khác y. Được chưa nè? Tới đây em hiểu không ạ? Vậy. Rồi. Trường hợp 2, mình cũng dùng quy tắc hóa trị. X nhân 3 bằng y nhân 2. Thì chắc cái thằng này là quay về cái quy tắc hóa trị của chương 1. Chuyển thành tỷ lệ x trên y. 32 thành là 23. Như vậy đây là bằng 2, đây là bằng 3. Suy ra x bằng 2, y bằng 3. Như vậy trường hợp này mình chọn. Được chưa? Đây, mình làm cái bước đầu tiên này, hãy biện luận x y này. Được chưa? Biết x khác y này, xong rồi này. Được chưa? Và thay x y này, thay x y bằng các chỉ số thích hợp rồi lập phương trình của phản ứng, được chưa? Nghĩa là sau khi mình tìm được x y rồi đó thì chúng ta ghi lại phương trình với những cái giá trị x y đã có từ trước. Đó là x bằng 2, y bằng 3. Vì thế này là FeOHi y bằng 3, FeOH 3 cộng H2SO4 tạo thành FeX, x là bằng 2, SO4 tất cả 3 cộng H2O. Em hiểu không ạ? Các em hiểu đây không ạ? Dạ có đây. Rồi, nghe. Bây giờ chúng ta sẽ đi cân bằng phần này thôi. Ở đây chúng ta dùng đầu đuôi. Né sắc ra thì sẽ chọn là OH và hydro. Thành niệm 1, thành niệm 1. 1 x 3 là 3, 1 x 2 là 2. 3, 2, bắt chéo là 2, 3. 2 sắc, đây 2 sắc độ. Tiếp, mình đi cân bằng đứng mũi chiều sào, đây là hydro. Dạ, đứng đầu là hydro. 2 x 3 là 6, cộng cho 6 nữa. 6 cộng 6 là 12. Đây 2 rồi, nhân 6 đủ 12, xong. Được chưa? Rồi, hết câu ai nào đây em? Dạ thôi, gửi yêu cầu thỏa mãn mà. Nha. Tìm chỉ số rồi đưa vào phương trình rồi cân bằng thế thôi. Hiểu mà. Thế nói lại này, biện luận ở đây là thầy đã biện luận xong rồi này. Và thầy đã thay ở đây vào phương trình này. Được chưa? Sau đó lập phương trình tức là viết phương trình cân bằng, thầy cũng làm xong rồi này. Đó. Cho thầy nghĩ B đi. Cho biết tỷ lệ số nguyên tử và số phân tử của hai cặp chất trong phương trình tùy chọn. Thì mình chọn hai cặp chất thôi. Ở đây mình sẽ chọn cái độc đáo tí FeOH 3 lần. Tỷ lệ với số phân tử nước đi. Đó, chẳng hạn như vậy, lấy những trường hợp đặc biệt để mình nhớ luôn. Và thầy tính cái số phân tử của H2SO4 so với số phân tử của nước luôn. Chúng ta nghe nha. Khi đi thi mà gặp mấy cái câu tỷ lệ như thế này thì cẩn thận cho thầy nè. Của FeOH 3 lần là hệ số 2, thằng đây là hệ số số 6, đó là ý B nha. Nếu mà đây 26 thì gọi là tỷ số rồi. Tỷ lệ thì chúng ta rút gọn còn 1,3. 2,4 là 3, thằng kia là 6. 36 rút gọn còn 1,2. Tất cả đều chia cho 3. Thế là xong. Có ai kiến gì nữa không ạ? Dạ không ạ. Như vậy cái đề này theo em đánh giá là nó khó hay dễ? Dạ cũng bình thường. Cái đề này thì cái câu số 9 là câu mà lần đầu tiên ta đụng, được chưa? Đúng không? Lần đầu tiên mình đụng tình huống này. Nhưng mà nó vẫn là thuộc câu hỏi, vẫn có thể tư duy được. Cái thằng này là nó nằm trong một cái phần bài giảng 3 của mình. Bài giảng 3 phần bao nhiêu đó thầy nhớ không đó. Đó là biện, cái gì nhỉ? Tổng ôn về phương trình học. Hôm sau thầy sẽ dạy cho các bạn phần đó. Được chưa nào?